Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Màu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tô bức tranh chú chim sẻ và chiếc ô tô nhé. Cái chú ở nhé. Mình dùng một cam nâu tô chú chim đi trước. Xin đưa tập tu lá. Xin mời xin cô để tôi chiếc ô tô này. Vàng của đèn xe, xong rồi đèn để tủ bánh xe, xong nhà tủ hương. Thank you.
Vậy là mình đã tô một xong bức tranh này dành nhau mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.